chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành tinh Nam Ăn của Lu. Lâu lâu được ăn với phim mèo dẫn đi ăn món mì trộn Hồng Kông siêu chất lượng ở quận 4. Cho nên là đợt này Lu order nguyên một mâm mì trộn đùi gà đặc biệt hoành tráng luôn. Sở dĩ mà Lu order nguyên một mâm mì trộn đùi gà này á là bởi vì là còn được tặng thêm một ly trà chanh Hồng Kông với lại bánh bao chiên chấm sữa nữa. Đùi gà thì bự tổ chảng, phủ bên trên là một lớp mắm tỏi phi nữa, cho nên ăn nữa. Về ơi là về, mì ở đây có hai màu, màu xanh và vàng nè, nhìn vừa đẹp mắt, vừa thơm, vừa ngon nữa. Nước dùng được ninh từ xương á, cho nên là ăn khá là dễ chịu. Mọi người đến đây á thì phải nhớ thử cái hoành thánh nhắm đen. Thề luôn á là lần nào mà Lu ăn bên này thì nhất định là phải order cái món này. Ăn siêu ghiền mọi người ạ. Không gian ở đây á phải nói là đậm chất Hồng Kông luôn. Tình hình cũng không đi du lịch được thì không sao đâu, mình đi du lịch tại chỗ ở đây được nè, siêu như góc sống ảo luôn á. Chỗ mà Lu đang ngồi là quán Min Kiên, địa chỉ ở đây là 122 đường Nguyễn Khoái, quận 4. Cảm ơn mọi người đã coi video. Bye bye.